Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, Ủy ban Nhân dân phường An Khê, quận Thanh Khê đã xây dựng mô hình điểm hỗ trợ công dân lưu động tại khu dân cư. Đây cũng được xem là một mô hình dân vận khéo tại cơ sở, được người dân đồng tình hưởng ứng. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân phường An Khê, quận Thanh Khê tổ chức hội nghị phát động toàn dân tham gia đăng ký kích hoạt tài khoản định danh VNEID, xây dựng mô hình điểm hỗ trợ công dân lưu động tại khu dân cư, các tổ được phân công giao nhiệm vụ đã nhanh chóng tỏa xuống địa bàn để hướng dẫn người dân thực hiện. Tôi thấy rất là hợp lý để tạo cái điều kiện cho người dân. Rồi từ cái trước đây thì cái công việc thì mỗi làm thủ tục rồi phải lên đến cấp chính quyền trực tiếp. Nhưng bây giờ kích hoạt cái định danh cá nhân này, kỹ thuật số này có thể là nó đưa cập nhật vào thông tin để đăng ký về lên cấp chính quyền. Quá trình thực hiện cái app VNID tại khu dân cư thì gặp một số nhiều khó khăn, nhưng người dân người ta chưa lên về công nghệ, xuống một số dân thì người ta cũng chưa tải được cái app VNID. Quá trình người ta tạo mật khẩu hoặc là trả lời câu hỏi đó, thì còn chậm, chưa tạo được. Các tổ hỗ trợ công dân lưu động tại khu dân cư có nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên, công an, tổ trưởng tổ dân phố sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh VNEID, qua đó góp phần đẩy mạnh tiến độ thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tôi là coi như qua một cái sự của được cái tổ thì được tổ là coi như là vài vẽ, tức là tải app rồi là coi như là tài khoản định danh. Rồi sau khi là coi làm xong thì nói chung là tôi cũng đã hiểu và coi như đó là cái quyền lợi để mình thấy là thiết thực nhất. Tổ chức của hoạt động cái mô hình này thì dự kiến của Ủy ban Nhân phường thì và ban chỉ đạo chuyển đổi số phường và đề án 06 của phường An Khê thì quyết tâm từ đây đến cuối năm, sau khi mà cái mô hình này hoạt động hiệu quả thì sẽ nhân rộng ra 36 khu dân cư của toàn địa bàn phường. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cũng như phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, tố giác, báo tin về tội phạm một cách nhanh chóng, thuận tiện. Việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản tại nhà tạo thuận lợi cho người dân, nhất là những người lớn tuổi, người có trở ngại về sức khỏe. Đây cũng là chương trình thiết thực của Ủy ban Nhân dân phường nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quận Thanh Khê về việc triển khai mô hình điểm chính quyền đô thị thân thiện với nhân dân, đồng thời nhân rộng mô hình dân vận khéo tại cơ sở.